Các bạn thân mến, thì hôm nay đi xã Mo Ray quay phong cảnh đẹp và sưu tầm đan rừng, thì thấy cái giọt nước bên cái dốc cổng trời đẹp, thì tôi dừng lại quay một chút, thì mời các bạn cùng theo dõi. Đấy các bạn, thì ở đây rẽ bên này là sang xã Mo Ray 8 cây này, ở huyện Sa Thầy này, đi đường bên kia là Ngọc Hồi 43 km. Gần đây thì cứ treo này bên trên mái tôn này để này thì nó sẽ héo hết, cái này thì cũng mới lấy về buộc treo đây. Đấy, vườn lan thì bằng thế này đây. Đây có cây này là thân rất là sạch này. Số cây đây thì chủ yếu người ta bắc rừng người ta về treo này. Đây một túm nữa này. Đây thì mấy cái nguyên bản nhưng mà người ta bóc ở đây là cái thân loại nó rất là mạnh. Còn cái rừng Chư Mô Ray thì nó hay mọc dây leo nên là cái rễ của nó, còn cái cây này thì dài. Các bạn thân mến, thì hôm nay là chiều 25 tháng 9, thì buổi sáng tôi đi Mô Ray, tức là nó vừa lên đấy vừa quay cảnh đẹp, vừa đi xem nơi câu cá, vừa sưu tầm lan. Thì trên đấy có mấy đứa em thì mình lên trực tiếp buổi, vì dạo này nó lan rừng nó ít nhưng mà người ta lấy cũng người ta bán cũng cao, nên tôi nên tôi cũng chỉ chọn là một số cây thôi. Thì cái này là của rừng Chư Mô Ray, hôm nay là một số cây đặc điểm cái vùng đây là nó hay mọc dây leo hoặc là các cái cây này, nên là người ta lấy nguyên bản là nó thường hay bị bong nè, nguyên bản nó vỏ rất mỏng đấy. Hôm nay có mấy cái dè rất là đẹp, chẳng hạn dè 11 này 800.000, lá các bạn thấy lá rất là to này. Đấy, lá phân phạt, lá dày. Có 3 dè có quả, dè này có 2 quả này. Cái dè số 10 này 650.000, dè này thân lá đẹp, thân vàng ươm. Đấy, cũng có quả đây. Và dè số 9 550.000, cũng có quả đây, có 3 dè có quả. Còn cái này thì lá nó xếp rất đẹp các bạn này. Ngoài ra nó có hai cái mầm nhỏ đây. Thì hình 8 này là 450.000. Còn đây các cái hình này thì tôi quay chi tiết thì các bạn xem, nếu bạn nào ưng thì đấy sưu tầm. Hình 1 này là 200.000, gồm hai cái kiến này. Các bạn thấy thật cây này nhưng mà thân nó khá xanh này các bạn này. Nó được gần 10 cm này. Cũng thân nồ này. Đây một cái này, cái này thì nó mấy năm trong rừng rồi đây. Cái này nó khá là xanh, mặc dù nó đấy, các bạn thấy chưa? Thì tôi cứ quay này các bạn xem. Một cái này thì khoảng 7 cm này. Cái này thì chắc 10 cm này. Đấy. Cái này thì thắt ngọn này. Đấy, lá này phút phút tím, như cái này thì xanh. Đấy, mặt sau, mặt trước tôi quay các bạn nhìn. Cái này xanh xanh vàng vàng chứ không phải như cổ lá nó vẫn có ngấn. Đấy, hình 1 là 200.000. Sang cái hình 2 này thì 200.000. Vỏ cây nó mỏng nên là người ta bóc là nó thường là người ta không lấy được. Nên tại sao nhiều bạn bảo sao không bảo người ta lấy nguyên bản? Ở bên nếu ESO thì nó mọc vào cái cây, thường thường cây thành ngạnh, cái vỏ nó cứng, người ta hay chặt được. Cứ đây là nó đấy, vỏ nó rất mỏng nên nó đụng cái là nó tan. Cái này thì được khoảng 10 mấy cm, 200.000. Cây này thuộc thân mảnh, lá mỏng. Đấy các bạn nhìn này, cây lá nó rất đẹp. Đấy, người ta bóc đây. Hình 2 thì 200.000. Sang hình 3 thì cũng 200.000. Hình 3 này nó được xấp xỉ một gang. Như cái hình 3 này thân của nó tím hơn nhiều này. Đấy.
thân nó tím nhiều. Đấy, chấm chấm rất là nhiều này các bạn. Hình 3 này là 200.000. Sang hình 4 này 220.000. Cái nguyên bản này thì người ta đòi cao hơn, cây này khá xanh nha các bạn này. Đấy. Thì tôi cứ quay thế các bạn nhìn. Hình 4 này 220.000. Cái vỏ cây nó mỏng đây này, nó lung lay ra này. Cái này nếu mà gửi các bạn thì phải cột cái dây vào đây cho nó chắc này. Tất nhiên rẽ nó vào đây. Đấy nên tại sao ở bên phía Chimoray người ta ít, nếu mà người ta chặn cả cả cục được chứ vạc vỏ đây các bạn thấy là nó rất dễ là bị thế này. Đấy, hình 4 220.000. Để sang hình 5 thì cũng nguyên bản này thì cũng 220.000. Cái này thì nó cũng được rồi này, như cây này rất cứng này. Các bạn ấy đấy rẽ nó vào cái này. Đấy. Hai trăm hai mươi nghìn để sang hình 6 thì 250.000. Đấy, cây này nhìn rất là đẹp nha các bạn này. 250.000, cây này được đúng ra thắt ngọn rồi. Đây, bộ rễ nó đây, mặt sau nó đây, 250.000. Hình 6 sang hình 7 thì cũng 250.000. Cây này thì thân nó chiếm tím nhiều. Đây là cái một cái thân này nó bị gãy, thân già nó gãy. Cái này nó mọc trên một cái đám gì đây, nó tùm lum tà na này. Đấy, lá rất là đẹp, 250.000 các bạn. Hình 7 200, sang hình 8 này là 450.000. Cái này nó dài, nó được gần 2 gang các bạn, như lá xếp rất đẹp các bạn nhìn. Đấy, ngoài ra nó còn hai cái đầu mầm đây, chắc hai con kiến con. Đấy, thân thì xanh. Đấy, lá các bạn thấy chưa, lá nó dày lắm, lá dày chứ không phải lá mỏng, nó thắt ngọn này. Đây, các bạn thấy rễ nó dài, nó ăn rất dài này. Được gần 2 gang. Tức là nó gần 40 cm đấy các bạn. Thân của nó rất xanh. Hình 8 là 450.000. Đấy, mặt sau đây rễ nó ăn rất dài. Đấy. Hình 8 là 450.000. Sang hình 9 là 550.000. Hình này nó có hai mầm rất là đen nù này, như thân già nó vàng ươm các bạn này. Nó mọc trên bãi gì đây? Các thân già từ thời cổ thời kim nữa đây. Ừ, cái này thân vàng óng này. Lá nhựa dày cứng. Đấy các bạn thấy chưa? Một thân này thì nó được khoảng gần 1 gang. Xấp xỉ 1 gang. Một thân này nó được khoảng 30 cm. Đây các bạn, 1 gang nó thừa này. Cái này nó có một quả đây. Đấy. Cái này thân vàng ươm, thân già nó mấy thân, 2 4 6, lá rất dày. Đấy, mặt trước. Mặt sau đây. Thân tím nệm lá dày. Đấy, cây này chắc là thân tím tím này là hồng bẹt thì không biết. Thì thân vàng này nhưng mà lại vỏ tím này. Đấy. Lá cũng rất là dày. Thì 450.000. Sang hình 10 thì cái hình này nó dài. Đây nó cũng có một quả này các bạn. Đấy. Rễ của nó dài quá, người ta cột vào đây. Thì thường thường cái giả hạt ở Tây Nguyên này, Chimoray nó nhiều cái nó ở trên cái các cái dây leo, cái bụi dây leo nên là rễ nó lùm tùm tùm. Đấy, còn thân già nó thì vàng và lên thì đỏ. Cây này đặc biệt đấy, thân rất là vàng. Như cây này thì dài 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, hơn 3 gang. Nó thắt ngọn rồi. Thân già được mấy cái đây, có quả đây. Ừ, thân này vàng trong trong này. Đấy, lên thì đỏ này. Đấy, lá ở đây các bạn. Cây này thân vàng. Thân vàng muội muội này. Đấy, trên ngọn thế này.
Cái này siêu tầm thì tuyệt vời. Cái này thì hình 10 là 650.000. Cứ bấm vào đấy như nó tuột mất rồi. Đây phía đằng sau đây. Những cái này nó nguội thôi, như thực tế cái này là thân vàng. Đấy, còn đây là những cái cọ va chạm. Đấy, nó được hơn 3 gang, 1 gang, 2 gang, 3 gần 4 gang. Hình 10 là 650.000. Hôm nay đặc biệt có một cái hình 11 này, 800.000. Các bạn thấy lá cái này nó có hai thân nhưng mà không biết phải một gốc hay hai gốc. Đây các bạn nhìn này, gốc thân rất dài. Có một thân này là có hai cái quả này. Như quan trọng cái này lá rất là to là các bạn này. Đấy như nhánh này lá, đấy cái đầu lá nó rất là tròn này. Đây nên lá đây rất to các bạn, so ngón tay thôi. Gần bằng 3 đầu ngón tay này. Đấy. Lá rất to mà cái đầu này nó tròn này. Ừ, thân đây. Cái này thì được 1 gang, 2 gang. 1 gang, 2 gang, 2 gang rưỡi. Thân ở phía trên này rất là sọc, rất là đẹp, lá dày. Đấy các bạn thấy chưa? Đây, lá còn phạt này. Đấy cứ để 3 đầu ngón tay như thế này. Còn thân này nó muội muội nữa các bạn này. Muội chứ, nó muội chứ không phải là chấm màu tím đâu. Thân này thì vàng. Đấy các bạn. Đây còn rẽ, bảng rẽ của nó đây. Mặt rất là, nó có một cái lá nó bị vàng. Đây các bạn nhìn phía lá sau này. Cái thân nó muội muội chứ không phải chấm tím. Đấy còn nó như thế nào thì đấy các bạn xem trực tiếp. Tôi quay trực tiếp thôi. Đấy, lá trên này. Đấy. Đấy các bạn, cây này lá rất rất to, rất dày. Thì không biết là trồng đây là nó ở rừng nó thế nhưng mà trồng lên thì không biết tuyệt vời như nào. Thì tôi sưu tầm đây, nếu không bạn nào sưu tầm thì tôi trồng thôi. Đây là một cái gốc ở đây này, một gốc bên này thì không biết là một bụi hay hai bụi. Đấy, như thân thì nó đây thân này thì nó có chấm tím rồi, như thân này thì nó chủ yếu nó muội. Thì tôi cứ quay cứ kỹ cho các bạn nhìn này. Đấy. Thắt gọn hết rồi. Đấy hôm nay thì tôi sưu tầm nếu thế thì có 11 hình. Thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại là 0965 895 207. Video này tôi đến đây là tạm dừng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.